chào các bạn nhỏ đang đến với chương trình Chúc bé ngủ ngon của One Way Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm đất nặng nha. Các con hãy nặng cho cô những cái tô thật là đẹp, tùy hình dáng mà các con thích và trang trí nó nha. Yeah, Đom Đóm thích làm đất nặng nhất luôn. Tuấn sẽ làm một cái tô hình vuông thật là to luôn. To quá không có đẹp đâu, Giọt Sương sẽ làm một cái nhỏ nhỏ thôi. To đẹp mà, Đom Đóm cũng sẽ làm một cái tô to bằng cái tô của Tuấn luôn. Được rồi, to hay nhỏ thì cũng sẽ đẹp thôi. Tại vì các bạn nhỏ của cô khéo tay mà đúng không? Giờ thì cô sẽ phát đất nặng và màu để các con trang trí những cái tô thật đẹp nha. Dạ. Câu chuyện những cái tô giá trị. Các con làm xong hết chưa? Cho cô xem thử nào. Cô ơi, nhìn của con nè. Oh, wow, cái tô của Giọt Sương đẹp nè. Giọt Sương làm giỏi lắm. Cô ơi, nhìn của con nữa nè. Có tô màu nâu, màu xanh, màu vàng, màu hồng. Rồi còn có hình chữ nhật, hình tròn, hình vuông nữa. Các con giỏi quá. Cô ơi, con làm cái tô này hình vuông là để tặng cho bé Duyên, để em ấy đựng những cái dây cột tóc đó cô, chứ không phải là để ăn cơm đâu. Wow, Đom Đóm sáng tạo quá. Còn Giọt Sương thì làm cái tô xinh xắn để làm gì? Dạ, con sẽ tặng cho bà nội của con. Vì bà nội con thích màu vàng lắm, nên là con tô nó màu vàng luôn. Nhìn những cái tô với nhiều màu sắc, hình dáng như vậy, các con có học được điều gì không nè? Dạ, theo con thì mỗi bạn đều có những ý tưởng riêng ạ. Dạ, con thấy thế giới này thật nhiều màu sắc luôn cô. Giỏi, và con nữa. Dạ, là gì vậy cô? Khi mà những chiếc tô nhiều màu, nhiều hình dáng, cô được nhắc nhớ về đấng sáng tạo. Vì Chúa đã tạo dựng nên chúng ta không giống một ai cả. Mỗi người đều mang một vẻ đẹp riêng. Các con có thấy vậy không nè? Dạ, đúng rồi cô ơi. Như con và Tuấn là con trai nè, tụi con cao, lớn. Còn Giọt Sương thì là con gái, có mái tóc dài nhưng mà hơi lùn một xíu. Anh Đom Đóm đừng có chọc em nha. Các con làm những cái tô này là để tặng cho người các con yêu mến đúng không nào? Chúa của chúng ta cũng vậy đó. Dạ, Chúa cũng vậy là sao hả cô? À, Đức Chúa Trời cũng tạo dựng chúng ta một mục đích tốt đẹp. Ngài muốn chúng ta trở nên những chiếc tô quý giá, đem đến niềm vui và bày tỏ yêu thương của Chúa cho người khác đó con. Dạ, cô ơi, con làm cái tô này để đựng đồ, còn Chúa thì tạo dựng con để chứa đựng tình yêu của Ngài. Đúng rồi. Cô ơi, Chúa còn nắng chúng ta theo hình Ngài nữa đúng không cô? Chính xác đó Đom Đóm. Các con và cô đều được nắng theo hình ảnh tuyệt đẹp của Ngài. Vì vậy, chúng ta là những chiếc tô vô cùng giá trị. Hãy là những chiếc tô chứa đựng niềm vui và yêu thương các con nha. Dạ. Anh Đom Đóm ơi, em tặng cái tô cho bà nội đó, bà thích lắm luôn. Bé Duyên cũng thích cái tô mà anh làm nữa. Bé Duyên dùng để đựng những cái dây cột tóc liền luôn. Giống như cô nói đó anh, mỗi cái tô đều có một mục đích riêng của nó. Và cũng như mỗi chúng ta được tạo dựng cũng đều có mục đích cả đúng không anh Đom Đóm? Đúng rồi đó Giọt Sương, các bạn nhỏ hãy luôn nhớ nhé. Mỗi chúng ta đều được Ngài dựng nên với mục đích rất tốt lành. Trong Ê-sai đoạn 64 câu 8 có chép là: Thế nhưng, lạy Đức Giê-hô-va, bây giờ Ngài là cha chúng con là đất sét, Ngài là thợ gốm, tất cả chúng con là công việc tay Ngài. Anh Đom Đóm mời tất cả các bạn nhỏ cùng cầu nguyện. Con cảm ơn Chúa vì đã tạo dựng nên con thật đặc biệt và ban cho con món quà tình yêu của Ngài. Xin cho con biết chia sẻ tình yêu đó với những người khác nữa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Còn bây giờ thì phải đến giờ đi ngủ rồi các bạn nhỏ ơi. Hãy luôn ghi nhớ về bài học ngày hôm nay với anh Đom Đóm và chị Giọt Sương nha. Giờ thì hãy cùng ba mẹ đọc lại câu gốc hôm nay một lần nữa và chúng ta cùng đi ngủ nhé. Chúc
chúc bé ngủ ngon. Giấc mơ đã đến rồi, trăng sao sáng dịu kỳ, tình Chúa cho con người. Ngủ à nhé bé ơi, tiếng ru Chúa êm đềm, Giê-xu yêu em nhiều, em hãy ngủ đi. Thank you.